Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì mới vừa đi của test Covid về thì hôm nay là ngày đầu tiên của thực hiện chỉ thị 15 nè. Đợt rồi là Phan Thiết ở ngay chỗ mình là thực hiện chỉ thị 16 là hơn một tháng. Tức là từ ngày 2 tháng 8 là bắt đầu thực hiện chỉ thị 16 rồi. Thì bây giờ tới ngày 8, ngày hôm nay thì bắt đầu thực hiện chỉ thị 15. Một tháng trời ở nhà các bạn Phan Thiết là cũng vất vả ha. Mình thấy là các bạn mà ở những cái vùng mà cái thực hiện chỉ thị giãn cách á, nó lâu hơn ví dụ Sài Gòn thì các bạn rất là khó chịu rồi, và đặc biệt là những cái và mình thấy là những cái các cái cửa hàng phô tô đóng cửa thì mình thấy là các bạn rất là khó khăn. Và nếu mà các bạn nào mà đang làm dịch vụ mà các bạn mướn mặt bằng nữa thì các bạn càng khó khăn hơn. Tại mặt bằng mình nghĩ chứ mặt bằng ở những cái thành phố lớn ví dụ như Sài Gòn hay một số những cái thành phố mà mặt tiền đồ đó, các bạn chọn những vị trí đẹp thì mình nghĩ cái mặt bằng giá nó sẽ cao, thì các bạn sẽ không có làm được và các bạn sẽ bị lỗ tiền mặt bằng trong mấy tháng này, là cái đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Các bạn sẽ thấy là những khó khăn trong thời gian tới thì sẽ rất nhiều đối với các bạn, các anh chị cũng giống như mình làm nghề photo, mình sẽ cảm nhận được cái điều đó. Thứ nhất là khi các bạn thấy là vô đầu năm học mà bây giờ là đâu tình hình dịch bệnh nó phức tạp quá thì nó đâu có trường, đâu có tập trung học sinh là học đâu. Thì học online thì nó sẽ không có đi phô tô cái gì hết, nên là chết đứng. Cái thứ hai là các cái cơ quan mà người ta ví dụ như có những cái kế hoạch tập huấn trong năm nay thì bây giờ thực hiện chỉ thị 16 rồi xuống 15 thì họ cũng không có dám mà mở ra các lớp tập trung đông người được. Do đó là hầu như là họ sẽ đình chỉ lại những cái công việc đó, và những cái các cái tiệm nào mà làm về các mối cơ quan đồ thì hầu như là cũng bó tay luôn. Phải nói năm nay là đa số những ngành nghề nào cũng vậy, thì trong đó có ngành nghề photo thì hầu như là chết đứng là nhiều. Chỉ khổ cho tất cả các bạn và các anh chị nào mà đang phải thuê cái mặt bằng, đang mặt bằng phải thuê thì sống như là dở khóc dở cười. Cái đó là mình thấy là rất khó khăn trong thời gian này. Trong thời gian nghỉ được rồi thì mình cũng có nhận một vài cuộc gọi của tất cả các anh chị hỏi về ví dụ muốn mở một cái tiệm photo thì phải cần những cái bước như thế nào và tư vấn dùm để mở tiệm photo. Thì mình cũng xin nói thẳng luôn, thì đối với cái thời buổi hiện tại bây giờ thì mình nghĩ các bạn nên chọn những cái hướng đi nó khác thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì các bạn đừng có nghĩ đơn giản photo thì chỉ bỏ lên phô thì nó sẽ dễ dàng đâu. Thực ra nó còn nhiều cái vấn đề ở trong đó. Ví dụ như thiết là những cái khổ nhất là vấn đề về máy móc, hỏng hóc máy móc và khách hàng. Các bạn biết nếu mà khách hàng thì hầu như là cái tiệm photo các bạn nào hiện tại bây giờ các anh chị nào đang làm photo thì không biết là các anh chị có cảm nhận giống mình hay không. Tại vì các bạn sẽ thấy là đối tượng khách hàng của mình thì hầu như nó nằm ở những cái bán kính gần, tức là nó nằm ở xung quanh cái tiệm của mình là chủ yếu. Chứ còn ví dụ như là đi xa quá thì họ làm biếng họ đi lắm, không có khách hàng nào khách hàng xa đâu. Ví dụ như mình ở chỗ mình đây, có thể là có cơ quan đơn vị nó sẽ gần nhưng mà có cơ quan đơn vị nó sẽ xa. Thì đối với những cơ quan mà nào mà nó xa thì hầu như là nó không có muốn tới mình, tại vì quãng đường đi nó xa quá. Trừ trường hợp là các bạn đã quen thân với một người nào trong đó mà hay làm với mình thì họ có thể họ bỏ cho mình, nhưng mà với điều kiện là mình phải chạy tới mình lấy tài liệu, họ dặn dò xong là họ yêu cầu của mình làm gì xong thì mình về mình phô xong mình đi giao, thì cái đó là cũng một, thì cái đó thì họ mới còn bám trụ với mình lâu dài. Chứ không thôi là nếu mà cái tiệm của bạn, tôi nói ví dụ một cái cơ quan trường học, ví dụ như các bạn làm với một cơ quan nào đó, các bạn tiệm các bạn cách cơ quan đó thì ví dụ như khoảng 500m đây, thì nếu mà có một cái tiệm mới nó nằm cách cơ quan có 200m thì chắc chắn họ sẽ tới cái tiệm đó, họ hỏi giá trước. Thứ nhất là họ sẽ hỏi giá trước là photo có giống mình hay không. Nếu mà giá cả cùng một loại, giá cả cùng đều giống mình thì chắc chắn là họ cũng sẽ, thì cũng khoảng một thời gian ngắn thôi họ sẽ bỏ qua cái tiệm đó họ làm. Tại vì thứ nhất là cái mức độ họ gần họ đi lại nó dễ hơn, với lại họ liên hệ công việc nó dễ hơn. Thì do đó các bạn, là trong cái khó nhất của ngành nghề photo mình nghĩ nó có hai cái. Thứ nhất là khách hàng, và thứ hai là vấn đề sửa chữa máy móc và thay thế các cái linh kiện hỏng hóc. Nếu các bạn không biết thì các bạn sẽ phải bỏ một số tiền cũng kha khá để mà các bạn vào các bạn trong bảo trì. Còn đối với về khách hàng, các bạn biết là đối với photo khi mà chạy số lượng càng nhiều thì khách hàng họ o ép giá mình xuống, họ nghĩ là chạy nhiều thì họ sẽ được giảm giá một cách tối thiểu nhất. Tuy nhiên các bạn sẽ có một cái suy nghĩ như vậy này: đối với photocopy thì nó không bao giờ mà nó giống như in offset được. In offset tức là in công nghiệp thì khi số bản in của tất cả các bạn
càng nhiều thì giá thành càng rẻ. Lý do sao? Lý do khi giá thành trong một cái bản in thì người ta sẽ tính toán, tại người ta sẽ tính toán nhất là bản kẽm nè, thì khách hàng phải chi phí thêm, cộng thêm cái bản kẽm nha, bản kẽm rồi một số cái lặt vặt nữa, ví dụ như là có bế, có đồ, ví dụ có bế, có cấn, có cán màng đồ, thì khi đó với số lượng ít hay số lượng nhiều thì nó cũng chung quy một cái nội dung đó thôi, cũng là bản kẽm rồi những cái khuôn bế rồi khuôn cấn, cán màng đó, thì nó cũng như vậy. Thì các bạn có làm nhiều thì nó sẽ giảm được cái số lượng của cái nó sẽ giảm được cái số lượng của cái bản này nè, những cái bản kẽm bán đồ nó sẽ giảm, thì nó sẽ tính cho các bạn cái giá nó sẽ thấp hơn một chút. Còn nó photo thì các bạn cứ chạy nhiều chạy ít gì thì cái chu kỳ hoạt động của máy các bạn cũng vận dụng những cái linh kiện đó của máy các bạn chạy thôi, cũng lấy cũng giấy rồi cũng mực cũng rum cũng từ đồ thì nó cũng như vậy. Nhưng mà đối với cái photo của chúng mà đối với ngành nghề photo chúng ta làm, khi mà chạy càng nhiều thì máy móc nó càng dễ bị mau hư hỏng. Nó càng dễ bị mau hư hỏng, các bạn thử để càng để ý coi, các bạn chạy càng nhiều thì các bạn dễ hư hỏng máy móc và các bạn phải thay linh kiện, các bạn sẽ tốn tiền nhiều hơn về thay linh kiện, thì cái đó khách hàng nó không thấy, khách hàng chỉ thấy là khi photo nhiều là phải giảm giá thôi. Cái đó là những cái mà mình thấy là nếu các anh chị nào làm photo mà các anh chị cứng nghề một chút thì khi mà khách hàng trả giá có thể là các anh chị out luôn. Tại mình cũng đã từng có những out những cái đơn hàng nó lên tới khoảng 20-30 triệu cho một cái tổ khối thôi, của cấp 3 thôi. Ví dụ mình nói là tổ anh đi. Các bạn biết là những cái năm cuối cấp và từ lớp 10, 11, 12 thì những cái tài liệu đó là họ thông thường á, thì khi một lần họ làm á, thì họ làm chỉ làm hai đợt, một đợt là cấp là kỳ 1 và đợt kỳ 2. Thì khi về vô á, thì họ sẽ làm một số lượng là cho tổng thể của tất cả các khối 10, 11, 12 và các cái tổ đó, ví dụ tổ anh họ sẽ làm hết luôn. Nên số lượng rất là nhiều. Và nên khi mà họ suy nghĩ với số lượng nhiều vậy thì họ đao giá xuống, họ ép giá mình xuống. Thì các bạn nếu mà các bạn mới các bạn thấy như vậy các bạn ham, các bạn thấy số lượng tiền nhiều, các bạn tính ra là mấy chục triệu các bạn ham ha, các bạn nhận, các bạn chấp nhận cái giá của họ đưa ra để các bạn chạy kiếm khách, kiếm khách thứ nhất là kiếm khách kiếm mối đầu tiên là lợi nhuận có thể ít được, các bạn có thể là chạy lần đầu các bạn có thể là chấp nhận được. Tuy nhiên là các bạn phải bỏ công sức ra, các bạn chắc chắn phải bỏ công sức ra, các bạn lấy công làm lời. Cái đó là các bạn để cộng hết mối. Đến khi mà chạy được lần rồi thì lần thứ hai nếu mà cũng chạy số đó nữa chắc chắn họ sẽ o ép giá các bạn. Và nếu các bạn không cứng thì các bạn sẽ cũng phải chạy như tiếp như vậy nữa. Mà các bạn biết là lần thứ hai là cái máy của bạn đã sử dụng một thời gian rồi thì chạy nó sẽ hư hỏng hóc nhiều và nó sẽ thay thế linh kiện nhiều. Đó là điều không thể tránh khỏi. Do đó mình nghĩ đối với những khách hàng nào mà cảm thấy mà tới mà trả giá quá là mình cho out luôn. Mình không thà chạy với số lượng ít mà lợi nhuận nó có ok, tốt hơn chút. Còn hơn số lượng nhiều mà lợi nhuận không bao nhiêu thì máy móc nó sẽ bị hư hao rất là nhiều. Đó là một trong những cái mà mình cảm nhận được trong cái thời gian mà mình làm. Thì không biết là các anh chị có ý kiến gì, không biết các anh chị là có cái suy nghĩ như thế nào, thì có thể để lại ở phần bình luận ở dưới để cho tất cả các bạn nào có thể xem được video này, các bạn có thấy được những cái khó khăn trước mắt ở trong nghề photo. Khi làm một ngành nghề đó thì chúng ta phải có cái suy nghĩ, cái hướng phát triển của nó và những cái khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải. Chứ các bạn đừng có suy nghĩ những cái đường hướng mà nó trơn tru quá. Đến khi mình vô gặp khó khăn các bạn bắt đầu các bạn nản. Đặc biệt là mình thấy nha, nếu mà làm photo này các bạn mà không yêu thích thì các bạn cao lắm là trong vòng 3 tháng thôi các bạn bỏ nghề liền. Lý do tại sao? Thứ nhất, mình chưa nói chuyện mặt bằng hay là gì đó. Thứ nhất là khi các bạn vô photo thì cái thời gian photo, khi các bạn đã mở tiệm photo rồi thì các bạn không có đi đâu được đâu. Các bạn ngồi suốt ngày ở tiệm, các bạn ngồi chờ khách. Nếu mà các bạn mà đóng cửa thì khách nó thấy đóng cửa thì nó sẽ đi chỗ khác. Do đó các bạn cứ ngồi miết thôi, ngồi miết ở tiệm, ngồi từ sáng đến trưa rồi các bạn ăn cơm ngồi sáng tới chiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khách hàng mới đầu ít, thu nhập không bao nhiêu, tháng đầu mấy trăm triệu, tháng sau mấy trăm triệu, tháng sau nữa mấy trăm triệu, đảm bảo mình đảm bảo tất cả các bạn luôn, các bạn nản, các bạn muốn bỏ tiệm ngay,
các bạn muốn bỏ tiệm ngay luôn. Nếu mà các bạn làm một mình nữa thì các bạn cũng đâu có cái thời gian đâu mà các bạn đã đi kiếm mối. Và các bạn biết là khi mà các bạn đã mở tiệm thì chắc chắn đã có những cái tiệm xung quanh đó đã mở rồi, đã mở trước rồi. Người ta cũng nhìn nhận ra các bạn, người ta đã mở trước rồi, người ta làm lâu hơn các bạn rồi. Nếu các bạn mà làm sao mà các bạn thứ nhất không cạnh tranh giá, thứ hai là cái chất lượng các bạn làm không tốt, thứ ba nữa là thái độ làm, nếu các bạn làm mà không vui vẻ thì khách hàng vô hàng thái sẽ đi thôi. Chắc chắn một điều khi mới mở tiệm ra các bạn sẽ thấy những khó khăn đó. Nếu các bạn không có vượt qua được nó thì các bạn sẽ dịp tiệm một sớm một chiều thôi. Rồi đó là những cái khó khăn mà mình cảm nhận trong cái thời gian mà mình làm, trong thời gian mình làm. Và đến hiện tại bây giờ những khó khăn nó vẫn có, tức là trong quá trình đang làm thì máy móc hư nè. Máy móc hư thì bắt buộc khi mà hư thì mình phải phải sửa. Nếu các bạn không biết sửa, các bạn phải kêu thợ, mà kêu thợ tới thì thợ thợ nào nhiệt tình thì nó kêu thì tới liền. Còn nếu không á, thì kêu á, thì bắt đầu ọ e tới khi một buổi hoặc là một ngày sau người ta mới tới, thì lúc đó là đồ các bạn đang nhận rồi, máy thì không có, thì các bạn sao bực bội, các bạn thấy làm thấy nó bực bội lắm. Nên do đó cái ngành nghề photo mà khi các bạn làm, các bạn tối thiểu các bạn phải biết mày mò, các bạn thay thế một số cái vật dụng đơn giản, ví dụ như thay rum nè, thay beo đồ, thay cò, thay đồ đó, thì các bạn phải biết, các bạn biết phải ray từ, các bạn biết phải chỉnh từ. Đó là những cái yếu tố cơ bản nhất, mình chưa nói gì về phần mềm rồi cài thông số bao nhiêu thì mình chắc nó cái đó mình không nói, thì hầu như là cái đó mình ít động vào lắm. Mình chủ yếu là khi các bạn nên biết thay một số linh kiện đơn giản, biết khắc phục những cái sự cố khi mà chạy chúng ta làm máy, chúng ta biết. Thì ở trên kênh Ba Đô Official của mình nó có những cái mục rồi, thì các bạn khi ví dụ các bạn theo dõi được cái video này của mình thì các bạn hãy kéo xuống, các bạn click vào trong phần kênh á, cái tên Ba Đô Official thì các bạn vào đó thì nó có những cái danh mục, ví dụ các bạn muốn học về, các bạn muốn tìm hiểu về thay thế một số linh kiện thì nó có một cái phần thay thế linh kiện. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về những cái cách in photo như thế nào thì nó có những cái mục đó, thì các bạn chịu khó các bạn ngồi coi. Thì hầu như trên kênh của mình ngoài những cái video giải trí quay về như ẩm thực với lại một số cái hoạt động ở Phan Thiết thì hầu như là chủ yếu là về sửa chữa máy móc và chia sẻ kinh nghiệm về ngành photo copy nấn. Do đó các bạn lên các bạn làm, do đó các bạn lên đó các bạn xem ha, các bạn có thể là trau dồi thêm cái kinh nghiệm ở trên đó. Thì đó là những cái video mà những cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho tất cả bạn đều có trên kênh Ba Đô Official hết, kể cả có những cái ví dụ như là tư vấn cho tất cả các bạn về cái cách mở tiệm photo như thế nào ha, thì trên đó nó có hết. Thì các bạn lên chịu khó các bạn lên đó các bạn kiếm ha. Rồi thì bây giờ ở đây mình sẽ thêm một cái nữa là mình sẽ có một cảm nhận là trong cái thời gian sắp tới thì cái thời gian khó khăn rất là nhiều. Ngoài những cái khó khăn về khách hàng thì mình thấy có một cái khó khăn nữa hiện tại bây giờ các bạn thiết là cái giá cả vật tư máy móc và vật tư linh kiện về máy photo nó đều tăng cao, nó đều tăng lên hết, nó không bao giờ có chiều hướng giảm. Tại vì lý do thứ nhất là tình hình dịch bệnh nè, vận chuyển khó khăn nè, thì cái cầu nó cao hơn cái cung, do đó là nó sẽ tăng giá. Cái thứ hai nữa là do tình hình dịch bệnh, do tình hình lũ lụt ở Trung Quốc năm vừa rồi, với lại là trong đầu năm của năm 2021 này thì bên Trung Quốc lụt lội rất là nặng, và nó gây ra cái tình trạng là bị hư hỏng máy móc ngành in rất là nhiều. Nên do đó là bên Trung Quốc người ta, những cái công ty buôn bán người ta hầu như là ta đổ mọi cái nguồn lực, người ta đi tú ra, người ta đi gom máy về bên họ nhiều lắm. Nên do đó là ở Việt Nam mình á, thì không có cạnh tranh lại, nên là chỉ đi qua đó chỉ mua lại những cái nhỏ lẻ thôi. Ví dụ những lúc trước á, ở bên Việt Nam mình đi qua thì đi qua tặng kho luôn, thì người ta lấy, ví dụ vô kho đó là người ta lấy luôn một lần. Thì bữa nay á, thì những cái kho đó nó ưu tiên nó bán cho bên Trung Quốc rồi, thì người đi mình nó đi qua chỉ có là gom là những cái mối nhỏ lẻ thôi, nên là cái giá thành nó sẽ cao. Do đó là khi mà nhập khẩu về Việt Nam nữa thì nó sẽ tăng cao. Cái đó là cái khó khăn về máy móc. Thứ hai nữa là các bạn biết là hiện tại bây giờ đa số là những cái ngành ngụ đa số những ngành mà dịch vụ cho thuê ở trong thành phố lớn, mình chỉ nói ở Sài Gòn là chủ yếu ha, là bắt đầu các cái công ty người ta đóng cửa rồi, người ta đâu làm đâu, thì họ thuê những cái máy móc đó, những cái máy photo đó về, thì bữa nay họ trả lại, thì bắt buộc thì trả lại, thì cái người mà công ty bên cho thuê, bên công ty bán và cho thuê thì người ta bắt buộc người ta thu hồi về. Thì thu hồi về máy nhiều làm gì, thì bắt đầu người ta sửa soạn lại,
người ta sửa soạn lại, người ta cung cấp ra lại cho thị trường. Và các bạn biết là những cái máy đó người ta đã chạy với một số lượng rất là nhiều rồi, họ chỉ tân trang, họ vệ sinh lại, rồi họ chỉ tân trang sơ sơ lại bán lại cho tất cả các bạn. Thì máy móc đó các bạn, khi mà các bạn xui xẻo các bạn mua về trúng cái những cái loại máy đó thì các bạn sẽ chạy nó mau, bị hỏng hóc hơn ha, cái tuổi thọ của nó sẽ giảm rất là nhiều so với nhưng mà những cái máy, đồng ý là những cái máy bên kia bên bên nhập khẩu về cũng là máy second hand, nhưng mà cái chất lượng của người ta, ví dụ người ta chạy đúng cái số bản đó bên là người ta bỏ ra thì cái chất lượng máy nó vẫn còn tốt, nó vẫn ví dụ như nó vẫn còn tới 80 90 hoặc là 95%. Còn nếu mà các bạn mua những cái máy mà đã cho thuê ở những cái công ty rồi mà họ không làm nữa, họ xả ra về họ vận dụng, thì máy ở đó thì theo mình đánh giá thì nó còn tầm khoảng 60% thôi, khoảng 50-60%, thì cái tuổi thọ khi các bạn sử dụng nữa thì nó sẽ rất là mau hư. Do đó là khi mà các bạn khi mà mua máy trong thời gian này thì các bạn nên chú ý một số điểm nè. Cái này theo cái bản thân của mình nha, chứ không mình không phải là mình là chuyên gia, nhưng mà mình theo mình cảm nhận được thì theo mình suy nghĩ á, thì cái gì chạy lâu nó vẫn có cái sự hao mòn của nó. Nên là các bạn đầu tiên là những cái cơ bản các bạn phải biết nhìn chứ nè. Các bạn đừng có nhìn vào thông số, bữa nay cái thằng ví dụ như số bảng người ta có thể chỉnh được, các bạn không thể nào mà nhìn vào số bảng mấy trăm ngàn bảng đâu, không có đâu. Bữa nay bây giờ người ta đã can thiệp vào đó thì người ta có thể là chỉnh được số bảng cho tất cả các bạn luôn á. Rồi thứ nhất là các bạn nhìn ở trên cái nắp khe ADF á, của máy á, các bạn nhìn ở phần trong mà lúc mà cái phần mà đặt cái tờ giấy vô á, thì nó trên đó nó sẽ có một cái lớp giấy. Nó có một lớp giấy, các bạn coi thử cái lớp giấy nó có bị mòn nhiều hay không. Nếu bị mòn nhiều tức là cái máy này nó sử dụng rất là nhiều. Người ta có đó là giấy mà khi mà chạy như thế này nè, giấy khi mà nó cuốn giấy qua thì nó sẽ có phần ma sát ở trong cái phần giấy đó, thì nó sẽ bào mòn. Các bạn coi thử nè, nó có bị mòn nhiều hay không nè. Cái thứ hai là các bạn coi những cái dỡ cái nắp máy của khay ADF lên, các bạn coi thử là những cái sợi gọi là những cái chổi phụ làm bụi á, chổi lau bụi của cái băng tải á, trên khay ADF á, nó còn dày hay không hay là còn mỏng. Nếu nó còn mỏng tức là cái máy này nó đã vệ sinh tới nhiều rồi, thì nó vệ sinh lâu ngày, sử dụng lâu ngày thì những cái phần chổi phụ lau bụi đó nó sẽ bị đứt, nó bị sẽ bị mòn ha. Nên nhìn nó là lưu thưa ha, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bạn bật cái khay B ra, các bạn coi cái miếng phim, các bạn coi cái miếng phim đen ở chỗ khay B á, là các bạn coi thử nó có mòn hay không hay là nó đen. Nếu mà nó đen thì tốt ha. Nếu mà nó đen thì tức là cái máy này nó chạy ít, nó chạy nhiều thì nó mòn, các bạn sẽ thấy nó sẽ mòn. Và đôi khi có nhiều cái các bạn sẽ thấy là đôi khi mà những cái máy mà chạy nhiều quá thì nó sẽ lủng luôn và nó gây kẹt giấy luôn, cũng những lỗ lủng đó ha. Nên các bạn là đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là các bạn bật cái khay đạo giấy ở khay E, các bạn kéo cái đó ra, các bạn coi hai thanh chặn giấy nè, khi mà đưa ra nó có hai cái thanh chặn này kéo ra kéo vô được đó. Các bạn coi ngay chỗ cái mép giấy nè, các bạn coi nó có bị mòn không? Giấy chạy lâu ngày thì nó sẽ bị mòn cái đó. Thì các bạn coi, lấy cái đèn pin các bạn soi vô, các bạn coi thử nó có mòn nhiều không? Mòn nhiều là chứng tỏ là cái máy này nó chạy nhiều. Máy nó chạy nhiều. Thật ra cái mức độ mòn cái máy second hand về nó vẫn có, nhưng mà nó mức độ nhẹ thôi. Còn đối với những cái máy nào mà chạy nhiều thì nó sẽ bị hư mà nhiều. Rồi cái thứ tư, cái thứ năm nữa là các bạn coi tình trạng bụi của máy. Thật ra cái bụi của cái máy ở bên nước ngoài nó ít lắm, mà khi mà ở Việt Nam mình á, mà đã sử dụng nhiều rồi thì các bạn coi bụi của máy. Coi bụi của máy thì các bạn cứ kêu họ mở ở phía sau ra, các bạn coi thử là mấy cái phần bụi ở phần main nè, phần dây điện nè, phần ở dưới. Thứ nhất là các bạn coi ở những cái phần ở dưới, đồng ý là về thì họ sẽ vệ sinh, họ sẽ thổi bụi vệ sinh hết, nhưng mà các bạn coi những cái phần ở dưới, mà ở phía dưới của cái gần tới những cái chân gần gần cái chân máy á, các bạn coi dưới đó. Rồi các bạn mở ra, các bạn kéo lấy cái phần khay đạo giấy ra luôn, các bạn soi đèn các bạn coi ở đó phần bụi ha. Hoặc là những cái phần, thứ nhất là ngay chỗ, rồi sau đó các bạn sẽ coi thử là ngay chỗ những cái
cái bộ sấy á, các bạn coi cho bộ sấy á, à, coi thử là những cái ốp nè, ví dụ những cái ốp nhựa nè, coi thử là nó có bám mực hay không, nó sù xì không, hay là ốp nhựa mới, à, các bạn cứ coi, đó là coi phần bụi ha. Đó là những cái mà mình cảm thấy là nó sẽ có những cái khó khăn trong thời gian tới. Nên mình nghĩ các bạn nào mà đang có ý định mở tiệm photo thì mình nghĩ các bạn nên chậm lại một bước đi. Có thể là các bạn trong thời gian này các bạn nên tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh online thì mình thấy sẽ thấy tốt hơn. Các bạn chỉ lên mạng á, các bạn search từ khóa là kiếm tiền online, cách kiếm tiền online thì nó ra rất là nhiều ngành nghề. Nếu các bạn nào mà có năng khiếu thì các bạn có thể làm YouTube ha, các bạn có thể làm YouTube, TikTok để các bạn bán hàng. Mục đích nếu là các bạn muốn bán hàng thì bắt buộc hiện tại bây giờ á, theo mình á, được biết, nếu mà các bạn muốn bán hàng tốt thì các bạn phải xây dựng cho mình một cái kênh YouTube cho nó chất lượng, để các bạn review những cái sản phẩm của các bạn muốn bán á, các bạn bán cho nó nếu các bạn nào có năng khiếu. Còn nếu các bạn nào không có năng khiếu về xây dựng kênh TikTok, xây dựng về Facebook thì các bạn có thể là tìm những cái cách là nhập hàng ở Trung Quốc về, các bạn đăng lên sàn thương mại điện tử, đăng ký ở trên sàn thương mại điện tử, à, ví dụ như là Shopee, Lazada, Tiki, rồi các bạn chạy quảng cáo, các bạn bán. À, thứ nhất cái đó là các bạn phải không cần mặt bằng nè. Đối với kinh doanh online thì các bạn không cần mặt bằng, các bạn chỉ cần bỏ ra một ít vốn. Các bạn bỏ ra một ít vốn, các bạn nhập hàng mẫu, nhập thử hàng về, các bạn đăng lên, các bạn bán. Nếu bán được cái những cái hàng đó thì bạn nhập về nhiều, các bạn bán. Đó là những cái mình thấy những cái ưu thế trong cái thời buổi hiện tại, đó là hàng theo hướng kinh doanh online. À, còn đối với một số cái bạn nào mà hiện tại bây giờ đang làm ở công ty, à, tuy là thời điểm này chắc chắn nó sẽ khó khăn, nó chắc chắn nó sẽ áp lực. Đối với những cái bạn mà đang có làm công ty nhưng mà mức lương ổn định từ 7 triệu trở lên thì các bạn nên cứ bám đó các bạn làm. Tại thời buổi này nếu các bạn ra thì thời kinh tế đại dịch bệnh thì nó khó khăn, ít có ai mà kiếm được những cái vị trí làm ở mức lương vậy. Nên do đó các bạn cứ nếu mà có mức lương vậy thì các bạn cứ bám, các bạn làm một thời gian đã. Rồi sau đó nếu mà các bạn trong cái thời gian này thì các bạn nên đi tìm hiểu về những cái phương thức kinh doanh online. Rồi các bạn vừa làm đó, các bạn vừa nếu mà tối về các bạn có thời gian rảnh thì các bạn bắt đầu các bạn đăng sản phẩm lên Facebook, hoặc là các bạn bỏ một ít tiền ra, các bạn chạy quảng cáo cho sản phẩm đó trên Google AdSense, hoặc là các bạn review cái sản phẩm đó trên YouTube để các bạn bán, thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, các bạn sẽ mở tiệm photo trong thời điểm này. Thật ra làm photo vẫn có những tiệm người ta làm giàu được, tuy nhiên cái số lượng đó rất ít với thời gian trước. À, nếu mà mở ra thì họ đầu tư rất là nhiều, và những máy móc đó thì họ đầu tư rất là nhiều tiền, có thể là trên 100 triệu. Nhưng mà những cái hướng đó là họ là hướng về về in ấn rồi, họ chuyên về in ấn luôn, thì họ mới có khả năng họ làm giàu cho cái ngành nghề này được. Chứ còn nếu mà nói về photo và in ấn nhỏ lẻ thì hầu như là không có đủ chi phí để mà cả các bạn mà trả tiền mặt bằng, nếu các bạn phải thuê nữa. À, nên là đây là một số cái mà mình cảm nhận được, mình muốn chia sẻ cái video này. Nếu các anh chị nào mà đang trong cái tình trạng mà muốn mở tiệm photo thì các anh chị có thể là tham khảo ý kiến của mình, à, tham khảo ý kiến của mình, tham khảo những ý kiến đóng góp của mình để các bạn có thể là các bạn suy nghĩ lại, hoặc là các bạn rút ra được những cái hướng đi thật là tốt. À, còn nếu các anh chị nào mà đã có cái mặt bằng rồi, ví dụ như mặt bằng nhà của các bạn, của tất cả các bạn và các anh chị nó đang quá thuận lợi, nó đang ví dụ như đang gần trường học, đang ở cơ quan, à, những cái chỗ đó là chưa có ai mở ra tiệm cạnh tranh, thì trong cái thời gian này nếu các anh chị mà chưa có kiến thức thì các anh chị phải đi học về kiến thức, thứ nhất là về photocopy này, thứ hai là những kiến thức về in ấn, ví dụ như các bạn phải học phần mềm Corel, các bạn phải biết một chút về thiết kế để các bạn mới phát triển được ha. Rồi các bạn trong quá trình các bạn làm á, thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn khắc phục, như một số cái ví dụ máy photo đang chạy nó bị lỗi đó thì người ta xử lý làm sao, thì các bạn sẽ học được cái cách các bạn xử lý. Rồi các bạn học một thời gian đi thì các bạn về các bạn mở tiệm thì nó sẽ ổn định hơn. À, đó là mình chỉ khuyên các bạn nào mà có cái mặt bằng và mặt bằng nhà nha thật là ổn định thì các bạn nên các bạn mở. Còn nếu mà không thì các bạn thôi, tốt nhất các bạn stop ngay tại đây. Tại bây giờ mình cũng vậy, mình cũng đang trong cái phương hướng bây giờ phải làm lại từ đầu, là phải mình đang tìm hiểu về cái hướng kinh doanh online rồi. Các bạn biết là một tháng gì rồi bị lockdown ở nhà đó, thì mình chủ yếu là mình lên, mình hỏi ai mà mở khóa học online mà miễn phí về kinh doanh rồi online, như là Shopee, Titi, Lazada, thì trên Facebook có đầy hết đó. Thì các bạn cứ lên đó các bạn tham gia.
rồi khi nhưng mà đối với mức độ tham gia thì họ chỉ nói sơ sơ thôi thôi. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ về bên Shopee đồ thì các bạn bỏ một ít tiền khoảng 2-3 triệu gì đó, các bạn ra học. Học xong thì cái nguyên người ta có một cái đội ngũ, người ta sẽ hỗ trợ bạn từ cái khâu nhập hàng luôn ha. Người ta sẽ giới thiệu những cái nơi mà họ đang làm, họ sẽ giới thiệu cho các bạn về cách nhập hàng thế nào, rồi các bạn cứ liên hệ với người ta, rồi các bạn mở ra, các bạn kinh doanh online. Cái gì nó cũng phải có bước từ từ, photo nó cũng phải có bước từ từ để kiếm khách hàng, thì kinh doanh cũng phải có bước từ từ khách hàng. À, đối với photo thì chúng ta phải chờ khách hàng tới. Đối với photo thì chúng ta phải chờ khách hàng tới. Còn đối với kinh doanh thì chúng ta phải đem cái đó chúng ta đi giới thiệu cho khách hàng. Nó có hai cái như vậy. Nhưng mà đối với photo thì các bạn phải ngồi một chỗ, các bạn không làm gì thêm. Còn kinh doanh online thì các bạn chỉ để trên đó thôi. Nhiều lúc tối ngủ sáng ra các bạn có đơn hàng là các bạn có tiền rồi. À, ta gọi là kiếm tiền online, là kiếm tiền là những cái nó mình sẽ thấy xu hướng nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khỏe hơn tất cả các bạn. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy những ý kiến chia sẻ của mình nó thật sự hữu ích thì các bạn có thể share video này để cho nhiều người cũng biết đến. Có thể là nhiều người đang tìm hiểu muốn mở tiệm ô tô thì có thể xem được video này thì để có đưa ra những cái hướng đi sao cho nó phù hợp nhất theo cái khả năng của tất cả các bạn. Nếu các bạn nào mà mới vừa ghé vào kênh Bado Official mà các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới này và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi mình ra những video mới lên thì các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi các video chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn chọn cho mình hướng đi đúng để kinh doanh thật là tốt. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye.